Công giáo và Tin lành Luther nhấn mạnh sự hợp nhất trong tuyên ngôn chung được ký kết. Vị hồng y đầu tiên của giáo hội Malaysia. Thánh lễ đầu tiên ở Karakos, thành phố vừa được giải phóng khỏi tay IS. Công giáo và Tin lành Luther nhấn mạnh sự hợp nhất trong tuyên ngôn chung được ký kết. Đức Thánh cha Francisco đã đến Thụy Điển để tham dự thánh lễ kỷ niệm 500 năm của cải cách Tin lành hôm 31 tháng 10. Tại nhà thờ chính tòa Lund, Thụy Điển, Đức Thánh cha đã ký một tuyên ngôn chung cùng với Đức Giám mục Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới. Trong tuyên ngôn chung được ký kết nhân dịp kỷ niệm 500 năm cải cách, các lãnh đạo Công giáo và Lutheran đã xin lỗi vì sự chia cắt giáo hội và cam kết làm việc cho sự đoàn kết lớn hơn. Tuyên ngôn giữa hai vị lãnh đạo tôn giáo cho biết, 50 năm đối thoại đại kết bền vững và hiệu quả giữa người Công giáo và Luther đã giúp chúng ta vượt qua rất nhiều sự khác biệt và đã làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tin tưởng của chúng ta. Trong thời điểm hiện nay, chúng ta được kêu gọi kết hợp cùng nhau để phục vụ tha nhân là những người đang trong hoàn cảnh khó khăn và bị bách hại. Thông qua đối thoại và việc chia sẻ chúng ta không còn thấy nhiều xa lạ, và tốt hơn là chúng ta học biết những điều liên kết hơn là những điều làm chúng ta chia rẽ. Tuyên ngôn chung đã được ký kết hôm 31 tháng 10 giữa Đức Thánh Cha và Đức Giám mục Yunnan, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, sau buổi cử hành cầu nguyện đại kết ở nhà thờ chính tòa Lund, Thụy Điển. Các vị lãnh đạo tôn giáo nói trong tuyên ngôn rằng chúng ta diễn tả lòng biết ơn sâu sắc đối với những món quà tinh thần và những giải thích thần học chúng ta nhận được của cuộc cải cách. Chúng ta cũng cần thú nhận và than khóc trước Chúa Kitô rằng Công giáo và Luther đã làm tổn thương sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội. Những khác biệt thần học đi kèm với những định kiến và xung đột, và tôn giáo bị biến thành công cụ cho mục đích chính trị. Quá khứ thì không thể thay đổi, nhưng những ký ức và những ghi nhớ có thể thay đổi. Chúng ta cầu nguyện để những vết thương và những ký ức làm che khuất tầm nhìn của nhau được chữa lành. Từ bỏ hận thù, bạo lực, xung đột, hai vị lãnh đạo tôn giáo đã kêu gọi sự liên đới lớn hơn. Chúng tôi cam kết làm triển nở hơn nữa tình hiệp thông từ gốc rễ của bí tích thanh tẩy. Tuyên cáo chung này cũng lưu ý đến những nỗi buồn đau của những cặp kết hôn giữa người Công giáo và Luther. Họ ước muốn để chia sẻ bí tích thánh thể chung, nhưng không thể. Chúng tôi dấn thân tìm kiếm những con đường vượt thắng sự phân hóa trong thân mình Chúa Kitô và đáp lại sự đói khát thiêng liêng của cộng đồng để được nên một tại bàn thánh thể, một biểu hiện cụ thể của sự hiệp nhất trọn vẹn, tuyên ngôn chung. Một lĩnh vực phục vụ chung nữa là chăm lo cho tạo vật vốn đang bị bóc lột và chịu tác hại do sự tham lam vô độ. Chúng ta nhìn nhận quyền của các thế hệ tương lai là được hưởng dùng thế giới của Chúa với trọn vẹn vẻ đẹp và tiềm năng của nó. Chúng ta cầu xin cho lòng và trí mọi người thay đổi, hướng đến chăm sóc tạo vật một cách yêu thương và có trách nhiệm. Cuối cùng, cả người Công giáo và người Luther chúng ta trên khắp thế giới được mời gọi hãy can đảm và sáng tạo, hân hoan và hy vọng trong sự dấn thân đi tiếp hành trình lớn trước mắt mình. Cùng bắt rễ nơi Chúa Kitô và làm chứng cho Ngài, chúng ta làm mới quyết tâm trở thành sứ giả trung thành của tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại. Vị hồng y đầu tiên của giáo hội Malaysia. Lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội Công giáo Malaysia có một vị hồng y. Ngài sẽ đến Vatican để nhận mũ đỏ vào ngày 19 tháng 11 tới đây. Đức Tổng giám mục Anthony Sorter Fernandez, Tổng giáo phận Kuala Lumpur, đã là một trong 17 vị giám quản ở khắp nơi trong giáo hội Hoàn Vũ được phong tước hồng y trong năm thánh này. Thông cáo đã được Tòa Thánh đưa ra hôm 9 tháng 10. Và Đức Thánh Cha Francisco sẽ trao mũ đỏ cho các ngài trong thánh lễ hôm 19 tháng 11, trước ngày bế mạc năm thánh ngoại thường lòng thương xót một ngày. Dù không phải là một chức thánh như linh mục hay giám mục, hồng y là một tước hiệu cao quý trong giáo hội Công giáo do giáo hoàng phong. Các ngài giữ vai trò quan trọng trong đời sống giáo hội,
trong đó có việc tham gia mật viện để bầu giáo hoàng. Các ngài cũng là những cộng sự gần gũi nhất của Đức Giáo Hoàng trong việc quản trị giáo hội Hoàn Vũ. Hồng y cử tri Fernandez đã nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2003 sau khi giữ chức vụ Tổng giáo mục Tổng giáo phận Kuala Lumpur. Ngài là một trong bốn vị tân Hồng y có tuổi đời trên 80 lần này. Các ngài đã được Đức Thánh Cha Francisco vinh danh vì sự đóng góp phục vụ giáo hội trong thời gian dài. Nguyên Tổng giám mục Kuala Lumpur 84 tuổi được biết đến với lòng hăng say, chiến đấu không mệt mỏi vì đức công bằng. Trong thời gian còn đương quyền Tổng giám mục, Hồng y cử tri Fernandez đã vạch nên một bản đồ ý nghĩa cho giáo hội bán đảo Malaysia này thông qua tầm nhìn rõ ràng, thấu hiểu cũng như sự xác định được những nhu cầu của hội thánh ở đây. Ngài đã dẫn dắt cộng đồng trong sự hiểu được tầm quan trọng và đi lên từ những nhóm cộng đồng cơ bản của giáo hội. Đức Tổng giám mục đương nhiệm của Tổng giáo phận Kuala Lumpur, Julian Leo, thể hiện niềm vui mừng khi Đức Nguyên Tổng giám mục Fernandez trở thành Hồng y. Ngài nói, danh dự này cho thấy giáo hội Malaysia có tiếng nói lớn hơn trong hội thánh. Thánh lễ đầu tiên ở Caracas, thành phố vừa được giải phóng khỏi tay IS. Chủ nhật 30 tháng 10, lần đầu tiên kể từ khi thành phố Caracas bị nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng chiếm đóng, Đức Petros Moch, giám mục công giáo Syria ở Caracas, đã trở về thành phố của mình. Ngài đã dâng thánh lễ ở nhà thờ chính tòa Al-Tahira. Một tuần sau khi quân đội Iraq giải phóng thành phố Caracas, quê hương của 50.000 Kitô hữu. Đây là thị trấn có số Kitô hữu lớn nhất Iraq, nằm cách Mosul 20 km về phía đông nam. Đức giám mục Petros Mos đã trở về thành phố của mình để dâng thánh lễ. Ngài cho biết, thánh lễ cuối cùng được dâng ở nhà thờ này là vào chiều ngày 6 tháng 8 năm 2014, lễ Chúa Hiển Linh. Trong thánh lễ hôm 30 tháng 10 vừa qua, vị giám mục đã quỳ rất lâu ở thềm và hôn lên đất nhà thờ chính tòa Al-Tahira, nơi đã bị tan hoang sau cuộc chiếm đóng của IS. Đầu lễ, giám mục Petros đã xông hương xung quanh nhà thờ. Đồng tế với ngài có Đức giám mục Majid và nhiều binh lính Iraq cũng đã đến tham dự thánh lễ.